Xin chào các bạn, vậy là chúng ta đã đến với bài học thứ tư của chương trình HSK2 rồi. Bài học hôm nay có tên là Trời cơ công chúa sư tha băng quả gia sao tờ. Trời cơ công chúa sư tha băng quả gia sao tờ. Công việc này là anh ấy giới thiệu cho tôi. Mình xin lưu ý là mỗi bài học của chúng ta thì gồm có 4 mẫu đối thoại. Từ bài này thì mình sẽ thêm một số câu hỏi. Sau phần giới thiệu 4 đoạn hội thoại cho các bạn, các bạn có thể làm bài tập và comment đáp án ở phía bên dưới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Sinh nhật vui vẻ, cho sinh nhật kỷ niệm. Sinh nhật vui vẻ nha. Cái này là tặng cho bạn nè. Sinh nhật vui vẻ, cho sinh nhật kỷ niệm. Cho sinh nhật kỷ niệm. Cái này là tặng cho bạn nè. Sinh nhật là sinh nhật. Vui vẻ là vui vẻ. Cái này sư son kỷ nị tơ là để tặng cho bạn nè. Sư son kỷ nị tơ, cái này để tặng bạn nè. Ở bài trước chúng ta cũng vừa mới học từ son. Son là tặng. Sư sẩn mờ sư y bần su mà. Sư sẩn mờ sư y bần su mà. Sư sẩn mờ là cái gì vậy? Sư y bần su mà. Sư y bần su mà là một quyển sách sao? Y bẩn su, bẩn là lượng từ của su. Ở HSK1 chúng ta cũng đã học qua rồi. Sư y bẩn su mà. Sư y bẩn su mà là một quyển sách sao? Là một cuốn sách sao? Tuy, tuy, zhe bẩn su shi wo xie de. Tuy, zhe bẩn su shi wo xie de. Đúng vậy, cuốn sách này là tôi tự viết đó. Shi wo xie de là tôi viết đó. Xie là viết. Các bạn còn nhớ cấu trúc shi de mà ở các SK1 chúng ta vừa mới ôn tập xong. Zhe bẩn su shi wo xie de. Cấu trúc này đang nhấn mạnh là cái người viết là các bạn đó đó. Shi wo xie de là tôi viết đó, đang nhấn mạnh. Tai xie xie ni le. Tai xie xie ni le. Thật là cảm ơn bạn. Tai xie xie ni le. Thật là cảm ơn bạn. Chúng ta tiếp tục với mẫu đàm thoại thứ hai. Chào sang ni you yi ge dian hua. Chào sang, ní dụ y cơ tiên hoa. Buổi sáng anh có một cuộc điện thoại gọi đến đó. Buổi sáng anh có một cuộc điện thoại gọi đến đó. Chào sang là sáng sớm. Ní dụ anh có y cơ tiên hoa, một cuộc gọi. Tiên hoa là điện thoại. Anh có một cuộc gọi, một cuộc điện thoại. Sư sĩ tạ tờ. Sư sĩ tạ tờ là ai gọi vậy? Tạ tiên hoa là gọi điện. Thì khi mà chúng ta đặt câu hỏi là sư sĩ tạ tờ là ai gọi vậy? Wǒ bú zhì dào shì er zǐ jiē de. Wǒ bú zhì dào shì er zǐ jiē de. Tôi không biết là con trai nghe máy đó, là con trai nhận máy đó. Bú zhì dào là không biết. Shì er zǐ jiē de. Jiē ở đây là tiếp nhận cuộc điện thoại này. Shì er zǐ jiē de là con trai tiếp đó, tiếp cái cuộc điện thoại đó. Hǎo, wǎn shàng wǒ wēn tā. Hǎo, wǎn shàng wǒ wēn tā. Quân ở đây là hỏi. Quân là hỏi. Được, để tối nay anh sẽ hỏi con. Hǎo, wǎn shàng wǒ wēn tā. Được, tối nay anh sẽ hỏi con. Nǐ xǐ huān tī chú jiǔ ma? Nǐ xǐ huān tī chú jiǔ ma? Bạn có thích đá banh không? Wǒ fèi jiǎng xǐ huān tī chú jiǔ. Wǒ fèi jiǎng xǐ huān tī chú jiǔ. Hôm nay chúng ta học thêm từ fèi jiǎng. Fèi jiǎng là vô cùng. Fèi jiǎng là vô cùng. Tôi vô cùng thích đá banh. Tôi vô cùng thích đá banh. Wǒ fèi jiǎng xǐ huān tī chú jiǔ. Trong lúc đối thoại, chúng ta có thể thêm thắt một số từ ngữ vào trong câu để giúp cho cái câu văn của chúng ta có thêm nhiều cảm xúc hơn, nhiều cung bậc của cảm xúc hơn. Wǒ fèi jiǎng xǐ huān tī chú jiǔ. Tôi đặc biệt thích đá banh. Tôi đặc biệt thích đá banh. Nǐ shì shénme shí hǎo khái shí tī chú jiǔ de? Nǐ shì shénme shí hǎo khái shí tī chú jiǔ de? Bạn từ bao giờ bắt đầu đá banh vậy? Nǐ shì shénme shí hǎo khái shí tī chú jiǔ de? Bạn từ bao giờ thích đá banh vậy? Ở đây chúng ta có một cấu trúc mới dùng để hỏi thời gian là nǐ shénme shí hǎo. Nǐ shénme shí hǎo khái shí. Nǐ shénme shí hǎo khái shí là bạn từ bao giờ bắt đầu. Bắt đầu một cái việc gì đó như là bắt đầu học tiếng Hoa, khai sự sửa hoan dị, bắt đầu học nấu ăn, khai sự chua phan, bắt đầu học hát, khai sự sửa trang cơ. Ở đây người này hỏi là bạn từ bao giờ bắt đầu học đá banh?
你什么时候开始踢足球？我十一岁的时候，我十一岁的时候开始踢足球，已经踢了十年了，已经踢了十年了。Tôi từ khi 11 tuổi đã bắt đầu học đá bóng rồi. Đá tới bây giờ là đã 10 năm rồi. 我十一岁的时候, tôi từ lúc mà 11 tuổi, 的时候, tôi từ lúc 11 tuổi, khai sự thi chủ chiếu, bắt đầu đá banh. 已经, 已经là đã, 已经là đã, 已经踢了十年了, 已经踢了十年了。Là đã đá được 10 năm rồi. Bây giờ chúng ta sang tới mẫu đối thoại thứ tư. Nǐ zài zhè gòng zuò duō chǎng shí jiān le. Nǐ zài zhè gòng zuò duō chǎng shí jiān le. Bạn đã ở công ty này làm việc bao lâu rồi? Nǐ zài zhè gòng zuò duō chǎng shí jiān le. Duō chǎng shí jiān ở đây là hỏi là cái thời gian mà bạn ở đây đã bao lâu rồi. Nǐ zài zhè gòng zuò duō chǎng shí jiān le.已经两年多了，已经两年多了，đã hơn 2 năm rồi đó. 已经两年多了，đã hơn 2 năm rồi đó. 我是2011年来的，我是2011年来的。Tôi đến đây từ năm 2011 đó. 我是2011年来的。你认识夏先生吗？你认识夏先生吗？ Bạn có quen ông ta không?先生 là tiên sinh, là ông, là từ Mr. trong tiếng Anh. 认识, quen, 认识, 我们是大学同学. 认识, 我们是大学同学. Chúng tôi là bạn đại học, 我们是大学同学. 这个工作是他帮我介绍的, công việc này là anh ấy giới thiệu cho tôi. 这个工作是他帮我介绍的, công việc này là anh ấy giới thiệu cho tôi đó.Ở bài trước mình cũng có giới thiệu với các bạn từ băng, băng mảng là giúp đỡ. Thì trong bài ngày hôm nay cũng đã xuất hiện Sư tha băng wo jia shao de. Jia shao là giới thiệu, là anh ấy giúp tôi giới thiệu cho tôi đó. Là anh ấy giúp tôi giới thiệu công việc này. Bây giờ mình sẽ đọc 4 câu hỏi. Các bạn có thể làm và comment ở phần bên dưới cho mình nhé. Câu hỏi đầu tiên: Zhe bǎn shù shì shéi xiǎ de? Zhe bǎn shù是谁写的？câu hỏi thứ hai， 早上的电话是谁接的？早上的电话是谁接的？câu hỏi thứ ba， 他在那个公司工作多长时间了？câu hỏi thứ tư, zhe gong zuò shì shéi bāng tā jiè shāo de? Zhe gong zuò shì shéi bāng tā jiè shāo de? Mình tiếp tục giới thiệu với các bạn thêm hai mẫu câu đàm thoại nữa để chúng ta cùng vận dụng những kiến thức đã học ở bài vừa rồi nhé. Zhe ge bǐ shì nǐ mǎi de ma? Zhe ge bǐ shì nǐ mǎi de ma?Cây bút này là bạn mua hả? Zhe ge bǐ shì nǐ mǎi de ma? Bǐ là bút viết. Bú shì, bú shì, shì wǒ māmǎ mǎi de, là mẹ của tôi mua đó. Zhe hán zì shì nǐ xiǎ de ma? Zhe hán zì shì nǐ xiǎ de ma? Cái chữ hán này là do bạn viết đó hả? Tuì shì wǒ xiǎ de. Tuì shì wǒ xiǎ de.Đúng vậy, là tôi viết đó. Zhe ge cài shì shéi zuò de? Zhe ge cài shì shéi zuò de? Cái món ăn này là ai làm vậy? Zhe ge cài shì shéi zuò de? Món ăn này ai làm thế? Shì māmǎ zuò de? Shì māmǎ zuò de? Là mẹ làm đó. Bǐng guǒ shì nǐ mǎi de ma? Bǐng guǒ shì nǐ mǎi de ma? Táo là bạn mua hả? Bạn mua táo đó hả?不是我买的，不是我买的， không phải là tôi mua. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi video để nhận được thông báo mỗi khi có video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Anh em ơi.
Animal.